qua một tháng làm việc liên tục tại Pháp và Thụy Sĩ. Hòa Thượng trên đường đến Canada ngày 7 tháng 9, 94. Hiện giờ là 7 giờ 3 phút tối tại Pháp. Xin chú ý, chỉ còn 1 phút rưỡi nữa là đến Canada, đến trên màn ảnh truyền hình thôi. Chúng tôi xin tóm kết nhanh những công tác chính trong tháng. Hòa Thượng đã tại Pháp giảng mời thời và một số buổi nói chuyện, làm lễ quy y, khuyến tu v.v. Tại Thụy Sĩ giảng hai thời, quy y hai lần cho 70 vị Phật tử. Số tỉnh đã đi qua: Bordeaux, Limoges, Nice, Marseille, Lyon, Grenoble, Geneva, Berne. Kỳ số đã đi 4.500 cây số. Khi đến Canada, nơi có rất đông tăng ni và Phật tử, liệu sức khỏe của Hòa Thượng còn tốt hay không? Đây, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp ở tập 2. Lúc 7 giờ rưỡi sáng ngày 7 tháng 9, 94, Hòa Thượng đến phi trường Montreal. Ra đón tại phi trường, có khá đông tăng ni và Phật tử. Có nhóm đứng trên lầu khoát tay chào, có lớp bu lại đầy nghẹt ở lối ra. Hòa Thượng về thất cô Quệ Chơn nghỉ. Đồng hồ chỉ 9 giờ sáng. Đối với Hòa Thượng là 3 giờ khuya nên có hơi mệt. Sắp đặt chương trình giảng tại Canada. Sau đó, Hòa Thượng và đoàn đi xem thành phố Montreal. Viếng nhà thờ Saint-André. Mô hình thánh đường Saint-André và những bức ảnh treo trên tường của thánh đường. Chúng ta cũng vẫn còn bên trong thánh đường. Bản ghi tiểu sử Thánh André 1845-1937. Vị thánh này khi còn học tại nhà dòng dưới núi, mỗi chiều nhìn lên núi đều ước nguyện sẽ cất một ngôi thánh đường lớn tại đây. Sau ông đi làm thợ hồ, thợ đóng giày, dành dụm tiền cất lên một liều nhỏ tại đó. Mãi đến sau này trở thành nhà thờ to nhất và linh thiêng nhất tại đây. Chân dung bằng sáp Thánh Saint-André. Bên ngoài thánh đường
nhìn xuống thành phố Montreal. Nước Canada rất rộng lớn mà chỉ có 10 tỉnh với 23 triệu dân. Sáng ngày 8 tháng 9 1994, Hòa Thượng và đoàn đi xem vườn hoa Montreal, lớn hạng nhì trên thế giới, đứng sau nước Anh. Mới đầu tháng 9 mà khí trời ở đây đã mát lạnh, cây cỏ bông hoa trông rất đẹp mắt. Vườn hoa Trung Quốc do Trung Quốc tặng. Vườn hoa Nhật Bản do Nhật Bản tặng. Hòa Thượng cho chim ăn. Cho cá ăn. Nếu có thêm hai con hỉ và phèn nữa thì đủ bộ. Hòa Thượng có kể một câu chuyện như sau. Con vật nó cũng biết ai thương nó, như con phèn ở bên kia sông cũng ráng lội qua đây xin nhập chúng. Hàng cây bonsai rất đẹp, với gốc to như thế này cũng phải trên 6-70 tuổi. Phòng trưng bày 12 giờ. Thank you.
ngày 9 tháng 9, 94, chùa Quan Âm khá rộng, có tượng Quan Âm Lộ Thiên. Tại đây Hòa Thượng giảng với đề tài tượng Bồ Tát Quan Âm. Thính giả chặt trong lẫn ngoài, nghe giảng có vẻ hào hứng. Gần 9 giờ tối mới xong. Gặp lại Phật. Hòa Thượng đã đến với chúng con trong khung cảnh trang nghiêm nhưng đầy xúc động. Với tấm lòng tha thiết vì đạo, học đạo và tu đạo của chúng con ở đất khách quê người, nhất là nơi vùng tuyết lạnh này, chúng con đã không được nhân duyên gần thầy tổ, phải rời xa quê hương đến mảnh đất này. Hôm nay được đại nhân duyên Hòa Thượng đến với chúng con, đó là một điều mà chúng con không ngờ đến. Hòa Thượng tuổi đã già, sức lại yếu, vậy mà Hòa Thượng luôn luôn nghĩ về chúng con, những đứa con lạc lõng xa quê hương. Giờ phút này, trước hình ảnh của Hòa Thượng, chúng con không biết diễn tả thế nào. Chúng con chỉ nguyện luôn luôn hướng về Hòa Thượng và lắng nghe những lời chỉ giáo của Hòa Thượng để chúng con làm phương châm tu học nơi đất khách quê người. Tất cả quý vị hoặc là đã từng học, từng nghe chúng tôi giảng ở Việt Nam hoặc chưa từng nghe tại Việt Nam nhưng có duyên nghe chúng tôi giảng trong những cuộc văn, thì hôm nay đủ điều kiện chúng ta hội ngộ ở đây, thì chúng tôi trước hết thì thăm viếng tất cả quý vị. Thì với mục đích của chúng tôi nghĩ rằng tuổi đã già, thời gian sống không còn bao xa, nếu mà cơ hội tốt thì chúng tôi tới thăm để gặp tất cả quý Phật tử, nhất là quý Phật tử lớn tuổi từng đi chùa nhiều năm ở Việt Nam, khi ra nước ngoài không có cơ hội trở về, thì đây là một lần chúng tôi đến thăm, và chắc là một lần đầu mà cũng là lần cuối. Chúng tôi không có đi lần thứ hai, thì để nên thăm, để gặp lại tất cả quý vị. Một là tham lam, để rồi chúng ta mừng rằng chúng ta còn có mặt ở trên thế gian và còn đến chùa học đạo. Hai là có cơ hội để nhắc nhở cho tất cả quý vị nhớ Phật Pháp để an ổn tu hành. Khi nhắm mắt mình có hướng đi rõ ràng, tốt đẹp, đó là cái ý mà chúng tôi muốn gặp tất cả quý vị. Tự hỏi, theo Kinh Phổ Môn, bất cứ một ai không kể phước nhiều hay ít, nếu có một lòng tin niệm Ngài Quán Thế Âm, thì Ngài sẽ cứu giúp. Vậy kính xin Hòa Thượng giảng thêm cho chúng con. Thực ra thì trong kinh nói không bao giờ sai, lời kinh là lời của Phật, nhưng mà quý vị nên hiểu tất cả cái điều mà nó xảy ra, nó đưa đến đều tùy thuộc về cái nghiệp thiện ác của mỗi người. Thí dụ như bây giờ tất cả quý vị thấy chư tăng tu hành thanh tịnh, thấy cầu nhẹ nhàng giải thoát quá, thì hỏi tại sao Phật ưu tiên cho mấy thầy để tu thanh tịnh vậy, mình sao muốn tu quá tu không được, thì nói sao? Thì đó là tại cái
nghiệp mình tạo nhiều, cho nên bây giờ mình muốn nhẹ như quý thầy thì khó. Năm 94, tại Thiền Thất Chân Không, Hòa Thượng làm lễ quy y cho 60 vị Phật tử, ăn mừng đệ nhất chu niên của nhóm Phật tử tại đây. Mất cha thì mất mẹ, có khi theo mẹ thì mất cha, đời sống của nó trở thành nó cô đơn. Đó là cái tội lớn mà chúng ta, những người có gia đình, không làm tròn trách nhiệm. Bởi vậy nên Phật cấm tà dâm là để cho mọi người khi đã chọn lựa đường lối cụ thể để thành lập gia đình, có con cái rồi thì phải theo đúng với cái tinh thần đó để bảo vệ cho gia đình được êm ấm, bảo vệ cho con cái cái chỗ nương tựa, học hành trở thành người tốt mai sau. Vì vậy mà cấm tà dâm, đó là giới thứ ba. Giới thứ tư là cấm nói dối. Đa số Phật tử sợ cái giới nói dối lắm. Nói dối trong nhà Phật, nói dối mà thành tội đó, nó có 3 trường hợp. Chiều giảng tại hội trường khu đại học, đề tài Phật pháp tại thế gian, không rời thế gian giác. Thời gian giảng 1.5 tiếng đồng hồ, số dự thính khoảng 600 người, gần đầy cả hội trường. Khoảng 9 giờ sáng ngày 12 tháng 9 94, sẽ đưa Hòa Thượng đi chơi đến một cái hồ ở xa thành phố khoảng 60 cây số. Ở đây có nhà nghỉ mát của một vị Phật tử.
Nhập là xài giống cái bồ đó là đẹp lắm, thay đổi giống màu. Nhưng trước khi nhân tài đến 2 giờ tiếp một số Phật tử mười mấy người rồi đi xem một cái thác nước gần đó. Thác này đổ không mạnh lắm nhưng nhờ rừng thông to nên thấy cũng đẹp. Giờ chiều giảng tại hội trường, đề tài khôi phục tiền tông Việt Nam, số dự tính khoảng 600 người. Chúng tôi được gặp tất cả ở đây với cái đề tài chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị là nói cái trọng trách, cái bổn phận mà chúng tôi đang phải làm, tức là chúng tôi nói lên cái lý do khôi phục thiền tông Việt Nam thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 18. Tuy rằng thiền học hơi yếu đi một chút nhưng vẫn còn ảnh hưởng lớn cho tới đời Lê, rồi cho tới đời Nguyễn. Lúc ban đầu thì cũng là tu thiền, chỉ có sau này thế kỷ thứ 19 đến sau thì lơ là lành, thì cuối cùng thì hiện giờ chúng ta thấy tất cả chùa ở trên cái bàn thờ tổ, những cái long vị đều để hiệu các vị trụ trì hoặc là lâm tế chánh tông hoặc là lâm tế gia phổ hoặc là tông tào động thì đều là con cháu nhà thiền. Nhưng bây giờ hỏi thiền thế nào để ta biết? Tự hỏi câu này, nói trong tổ sư thiền có câu tỉnh tỉnh mà sáng sáng, sáng sáng mà tỉnh tỉnh. Giờ tôi giải cái câu đó, nhưng câu này hơi sai rồi. Nguyên chữ Hán, cái câu này nó xuất xứ ở trong cái Vĩnh Gia Tập của Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác. Chữ Hán tỉnh tỉnh tịch tịch thị, tỉnh tỉnh loạn tưởng phi, tịch tịch tỉnh tỉnh thị, tịch 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 hôn cẩm phi. Nghĩa là tỉnh tỉnh lặng lặng là phải. Khi mình tu thiền tâm mình nó tỉnh sáng mà lặng lẽ, cái đó là đúng. Khi mình tu thiền tâm nó tỉnh mà nó nghĩ lăng xăng, nó là trật, là sai. Khi mình ngồi thiền tâm mình nó lặng lặng, lặng mà vẫn sáng suốt là phải. Khi mình ngồi thiền tâm mình lặng lặng mà gục lên gục xuống là sai. Đó sẽ dặn thành cái tu. Sáng nay 13 tháng 9, Hòa Thượng đi chơi tại Biodome de Montreal. Tại đây có những nhà vòm rộng lớn, thích nghi cho các loài sinh vật có môi trường sinh sống khác nhau. Mô hình toàn khu nhà vòm Biodome, một cây cổ thụ to lớn lâu đời. Cây này không khác mấy với cây bồ đề đạo tràng ở chùa Pháp Tánh, nơi Lục Tổ làm lễ thọ giới xuất gia, mà chúng ta đã thấy trong chuyến Hòa Thượng đi hành hương Trung Quốc năm 92.
Tại đây, du khách có thể đứng nhìn các loài thủy sinh xuyên qua bức tường kiến giống như ở dưới đáy biển vậy. Mỗi nơi được cấu tạo giống như chỗ chúng sinh sống thật sự ở bên ngoài. Đến giờ cho penguin ăn.